Rồi hôm nay ngày 29 tháng 3 nha. Chào Bộ Phụ Lập, chào tất cả anh em chú bác Trường Sa nha. Thì bên trại em hôm nay cũng có diện mớ bò thay găng anh em chú bác. Thì hôm qua em cũng đăng, em cũng bán mớ nha. Thì đây em cũng quay em đo thứ tắc, anh em có hợp nhãn ủng hộ tiếp em nha. Thì đây là bò cặp số 1 nha anh em chú bác. Bò này em cũng mới về nha, bò này lực nha. Con này nó cũng thay găng anh em nghe anh em chú bác. Bò này hình tướng thì anh em chú bác khỏi chơi nha. Dư pin nha. Đây thứ tắc đây. Bò này nó mới từ 5 phân anh em chú bác. Bò này thì đòn thì anh em chú bác khỏi chơi nha. Tướng cũng lực luôn nha. Chân móng cũng hoàn thiện nha anh em chú bác. Bò này dày dặn nha anh em chú bác. Cự lực nha. Đây, anh này chiều cao anh khỏi chơi đi nha. Mét từ 6 nha anh em chú bác. Hai con này thì đòn cũng tốt nha. Hai số 1 này đòn hình tốt nha anh em chú bác. Cự nó cũng dày dặn nha. Bò này đứng xa mới lấy hết cái khung đó nghe anh em chú bác. Hàng bò số 1 thì có giá là 49.500.000 nghe anh em chú bác. Đây kế tiếp bàn bò số 2 nha. Ba con nha anh em chú bác, bò này cũng cự lực nha. Ba con này nó cũng vẫn đều nha anh em chú bác. Bò này thì chiều cao mét từ quay dài nha anh em chú bác. Con này nó hơi thấp thước một chút nghe anh em chú bác, mà nó lực nha. Cự lực nha. Con nào cũng lực hết trơn nha anh em chú bác. Ba con một ngoại hình một bản đùi nha. Này đùi cũng dày dặn không nghe anh em chú bác. Ba con bò số 2 này có giá là 71 triệu nghe anh em chú bác. Đây kế tiếp hàng bò số 3 nha. Bò này nó cũng thay găng hết trơn nghe anh em chú bác. Cao cũng mất từ 5 nha. Anh này mất từ 3 nha.
Hai con này nó cũng lực nha, hai găng trơn nha anh em chú bác. Bò tháng này nó hơi ve hơi nhiều nha anh em chú bác, vì anh em chú bác tắm rửa thời gian nó gớt xuống trơn nha. Hàng bò số 3 này có giá là 49 triệu nha anh em chú bác. Bò này thay găng anh em chú bác về ủ cũng tốc độ nha. Bò này nó về dặn sẵn rồi nha, anh em về dỗ nó cũng dẫn mau nha. Đây em còn bò lẻ số 7 nha. Bò này cũng già nha. Nó cũng 1m38 nha. Con số 7 này có giá 19 năm nha anh em chú bác. Này em cũng bao phí vận chuyển nha. Thì em gấp cặp vậy đó, anh em muốn trẻ con nào muốn bắt con nào cũng vẫn được nha. Thì theo sở thích anh em nha. Kế tiếp cặp số 6 nha. Bò này nó cũng 1m38 nha anh em chú bác. Dạng lứa nha. Bò này dạng xương nó dày dặn nha anh em chú bác. Hai con dạng xương khủng nha. Hai bò này đòn khá dài nha anh em chú bác. Số 6 này có giá là 35.500.000 nha anh em chú bác. Đây tới tiếp cặp số 5 nha. Bò này cũng chiều cao cũng 1m36 phân nha anh em chú bác. Hai con này dạng xương vẫn tốt nha, hai con dạng xương đi đâu nha. Bộ số 5 có giá 34 triệu nha anh em chú bác. Thì anh em chú bác gần xa có nhu cầu mua alo em nghe. Chạy bò em ở thuộc xã Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp bắc lộ 91 nha anh em chú bác. Rồi chào anh em chú bác nha. Em kết thúc video nha.